Hiện tại là mình đang ở khu vực 1 ha. Mình đi gắn máy bơm giếng cho bên bộ nước, bên dịch vụ chuyên hàng bộ nước ha. Ở đây người ta hình như là cung cấp năng lượng mặt trời bộ nước mới, bộ nước cũ ha. Quá trời luôn. Mình vô trong nhà mình sẽ gắn máy. Thì đây, đây là bộ nước năng lượng mặt trời ha. Đổ rất là nhiều. Hello anh Tam. Đây là máy bơm cũ, đây là mới. Ơi, hello. Vun, cưới coi. Đây là bơm inox ha. Đại ca xích qua cho em xíu đại ca. Tao mới cho cái máy này chạy thử xíu được không? Đó, cắt ra đổ vào phao đi. Đây là chạy phao mà, sao nó chạy được. Mày sẽ đổ đúng. Ở đây là chuyên dịch vụ hàng hồ nước. Tổ mai trong mùa canh này luôn. Ok. Mùa đây anh chị cho bạn xem. Có biển chưa? Chưa. Có biển không? Ồ, oh, bún, được rồi. Ơ, tắt nhạc cái tao ơi. Chỉ là quyền mấy con lắm. Đấu với em cắt đi cho luôn. Là bé luôn à. Bây giờ mình sẽ đấu điện cho nó chạy thử xem thử cái đồ ồn của nó như thế nào ha. Cái này ba tiền này chính nhỉ? 2 triệu. Hả? 2 triệu. Được. Cái kia nó to quá. Thế nào? Cái kia không nói với nhà luôn rồi. Nhìn cái này cái đi nhà nè. Đó nào bật kiếm tiền anh không mua. Đi mẹ. Tiết gì mấy con lợn què đúng không ạ? Ừ. Có chú ghét mình mới cắm ở đây đâu rồi? Tao nó cắt hết trên kia kìa. Tắt nhạc đi. Mở điện này tao ơi. Đóng hả? Ờ. Mở cái dao hả? Ừ. Tắt đi con nè. Dây bồn là dây này phải không ta? Dây này đi theo bồn nước không? Là dây phao không? Tắt đi cho em. Tắt đi chưa? Tắt rồi. Tắt cái này rồi đúng không? Em tắt điện rồi. Tưởng đâu là đấu đường này chúng ta đừng lên. Bún đi vào nhà cho mấy chú thuốc này. Đây là kỹ thuật viên chính Đa Cai đang xử lý cái máy bơm 2000W ở công ty Thành Phát. Ta giới thiệu rồi, không phải lăn tăn. Công ty Thành Phát à? Vào cho bọn chú hút thuốc này. Lì ra. Dạ. Ok. Đóng nóng đồ dao cho xin miếng điện. Để xem thử nó kêu như thế nào thôi. Như thế này. Sang đây thiết kế cái trên kia nữa chị ạ. Cái nào? Làm em đi nữa. Cái nào? Bơm
đủ cuột nọc và nắp máy bơm áp. Đồ mà máy chạy mấy năm rồi mà chưa cháy nha. Mấy năm rồi nhỉ? Đâu, mấy năm. Nhà máy xây được bao nhiêu rồi? 2 năm. 2017 đến 2019. Giờ là 2 năm. Nhà này Tết 2018 máy ra máy bơm này sang mà. Con này là chỉ có hư bậc đàn thôi chứ cháy chốc đéo gì đâu mà. Bóc kho tao mới muốn bóc ổn mười dám mày. Còn những cái loa mà ăn đứt thằng Tama TV luôn. Ghê vậy, thằng đó thằng nào vậy? Đó là đi còn này. À clip của nó đăng y như ta mau vậy á, cứ ăn uống rồi chụp quay này này đó. Bắc Linh nghe chưa? Khu nào mà Bắc Hồ mấy thằng này làm mấy thằng này mấy thằng làm ngon không? Cái thằng mà ăn đồ sống ở ngoài tây bắc ấy, ngoài cái cần nó cũng khiếp đèn. Nó đi nó bắt được con bò hay là cái con gì nó không ăn hết. Nhưng mẹ nó cứ ăn sống rồi, mẹ này đúng rất nhiều. Gọi cá sống luôn rồi nó đi lên 7 giờ mà 713.000 một xem đang sáng cái đường tháng kiếm đủ mà mấy được triệu rồi. Nó đi lên rừng nó bắt được ong mà nó lại ăn sống mà. Bắt được cái con gì nó không ăn sống đấy mà những món ăn tây bắc này đây là thờ nhà của thành phát từ lắp đặt chứ mình không có lắp đặt ha. Mấy con lại bảo thờ bên mình sao mà xăm trụ ghê vậy hổ quá. Đây là dấu gọi thịt phát. Có gì xíu nữa tao cho mày clip này nè. Cút qua luôn đi, không cần phải lo chat gì được má, được mật quyền. Mày chỉ giao cái ấy cái. Cái nào? Cái nào mày nhảy. Ủa, chứ mày chưa làm được à? Thôi chưa, tao có bài làm clip bao giờ đâu. Chứ mày làm gì? Tao chỉ biết làm nó chạy theo cái đấy thôi, còn cái nhảy đi chứ bên nào. Wow. Cái này tua nó nói nhanh ấy. À. Đấy, em làm bằng điện thoại của em được. Nhưng mà bằng điện thoại nó không có xuất 4K được, em hiểu không? Thì vậy, nhưng mà ý là làm video nhạc đồ chơi á, ghép chậm nhanh rồi. Mày ngon đấy. Đây anh đi một mình anh dễ thở. Quay theo một chồng. Nhưng mà nó kiếm tiền rồi thì nó đầu tư là đúng rồi. Mình chết kiếm tiền được đấy. Đầu tư làm gì mà phải đầu tư thì người ta mới chịu kiếm tiền chứ. Có thằng đầu tư vào 30-40 triệu rồi vẫn chưa bật kiếm tiền đó là mấy cái thằng đó là chuyên về YouTube rồi, còn mình là làm tầm tàn chứ. Cách của tao trên mạng là xuống từ YouTube gọi nhiều không à. Nếu mà từ khóa tìm kiếm thì đảm bảo đây là nếu mà tìm kiếm những cái từ khóa mà mình đăng thì chẳng mấy lớp mồi nè. Thì kiểu gì mày cũng cho kiểu gì cũng có hàng rồi, nhưng mà chỉ được có 2 clip thấy là đề xuất là nhiều, nhưng mà kiểm tra Alaytic này thì có thấy đề xuất kênh là 48% thôi mà. Mày có điện đó có chưa? Đâu không mượn sáng này giờ đéo mượn. Cái này nó vẫn kêu to bằng cái đó chứ. Sao kêu to bằng cái đó? Inox nó phải kêu hơn chứ vì sao rồi. Trừ khi mày xài bơm kép. Kép nó êm à? Cực êm luôn. Êm nhất trong cái hệ mặt trời luôn.
chạy nhanh chạy chậm anh ghép mệt lắm. Ví dụ anh chạy khúc này cho anh ghép mệt, anh bỏ khúc này cho anh xuống một cái thanh dưới, anh ghép tiếp một cái đoàn nữa xong cho nó tua nhanh hơn, bỏ tiếp thanh dưới, anh ghép một thanh dưới, nhiều thanh mà bỏ luôn. Có lẽ anh xài điện thoại máy tính được, anh làm 3 phút mà không chỉ được đâu, mà đúng đâu nó cũng quay từ nó trả về à. Từ nó cân hết á, nó lật về tao chưa chịu lại được. Này nó gọn nhỉ. Cái đầu kia mình đâu có dám đâu đúng không? Ừ không. Cái này quên thử máy bơm mày mất. Máy bơm mới mà cần thử. Nước cho nó chảy hiểu không? Nước nó không lên, nó không có xì được nào. Mở bơm coi. Nước trên bồn xuống hết chưa? Đó. Tắt đi nhà này, tắt đi. Tắt xuống. Nước trên bồn mình làm gì có à, đầy nước mà tao chưa ngắt đâu. Đâu vào chặt cái phao trước đi. Trên nước nó còn bồn, nó còn nước. Xe 2 bồn hay 1 bồn vậy? 1 bồn. Xong cho lắp bơm áp để lắp lỗ. Có chứ. Hiện tại là đưa lên rồi vẫn lắp bơm áp vào cho máy năng lượng xài đã. Rồi em. Ok, một cái là cho cái bồn 300 lít ở dưới. Chạy đi. Không chạy không? Không chạy á? À? Ủa, máy đuối nè. Chạy đến như máy cày quá. Chạy vào phải nghe anh kêu. Chạm mình. Đây là nước là lên ok rồi ha. Giờ mình chỉ có thể là cười cái nhàn. Bây giờ nước đã lên rồi. Ok, ở đây bơm lên lầu 4 cho nên không thể nào mà lên từ được ha. Mình thôi. Nhưng ở đây là xong.